con ơi. 20 đây. Thì giờ chuyện này chuyện chung chó rồi anh em đáng đá, nhưng mà anh em nào mà không có trong trận không có hai anh em được, anh em đừng buồn, mà quan trọng cái thành tích đội trước. Bóng đá mà, không, bóng đá mà tập thể quan trọng hơn. Nếu mà thua nhiều quá thì mình thấy cũng được, mình thắng nhiều quá thì được. Anh em cứ cố gắng thôi, phải tự hiểu rồi. Anh em phải anh em bỏ cái to ra được rồi. Mệt là thế rồi. Thì coi như trận năm sĩ đó anh em đá. Thế là anh em đó. Thế là anh em đánh tướng á. 1 2 3. Vô! Lên bia, lên bia. Đây, tự tin nhá. Cái hồi anh bảo không cho ra ngoài ngủ ngoài người cái đó hoà lấy con nhặt gì đâu đó thấy Thank you.
không tiền ngu đá giải không tốn tiền 50.000 tiền thẻ luôn. Ủa thấy vậy nó ngán hả? Có thẻ đỏ 70. Còn mày bị như tiền cái gì? Mày bị thẻ đỏ như tiền ở đâu? Mày bị thẻ đỏ tại sao nó cho thẻ đỏ? Ấy má, mà nếu có thẻ mình có cái thẻ màu xanh xanh vàng vàng cũng tốn 5.000 thì xe. Bỏ đi anh Tận. Đâu một cái bó này. Bỏ đi anh Tận. Nãy cái áo mình đúng không? Dịch. Sư tử chụp hình nè, mới ghi lần đầu nè. Chụp mẹ một đều. Đèn hoác nè. Thấy cái đuôi gà hí khó chịu quá, bắt vô đuôi gà. Mình đây xả tóc. Bỏ vô thôi bắt vậy. Bạn Hải. Đi qua đi. Đi qua luôn đi. Đi qua đây hả? À, qua đi anh trai. Đó đi qua đây luôn. Tù. Ủa, đây sao lỗi hả? Mày đừng lén. Gì vậy? Rồi, thôi tâm lý quá. À. Lại còn quá trời luôn à. Rồi, thôi tâm lý quá. Đây. Đủ chuyên nghiệp vậy chết rồi. Ôi. À. Không vô. Trời ơi. Thành đủ thôi ha. À. Ừ. Giờ căng này được chưa? Cười rồi. Đáng quay. Quay là một điều rồi đó. Sao lũng mình. À, chiến thuật chuyên nghiệp nha cô vợ. Đi. Thank you.
anh em, đừng giỡn, giỡn mắc cười lắm á, đừng giỡn. Anh Hiển, đừng giỡn nha anh, giỡn mắc cười lắm anh giỡn. Ơi đã lọt á. Thằng đã lọt á. Cười cái quá, cười ra chính hắn phải cười. Ôi trời ơi, hùng gớt cái đâu mà kìa. Còn anh em sẽ đéo vô. Đâu không bỏ rồi. Ê đâu không. Quay gì quay, mập quay, mập. Gì vậy mày dính, mày dính quay hay gì vậy? Vô địch, vô địch, vô địch. Vô địch anh em. Vô địch cũng được đó. Quay số 4 bố anh ơi. Anh em thấy tôi chết nãy tôi nằm không anh em? Lần 2 cho nó bơi thiệt cơ. Diễn sầu quá, diễn sầu quá. Không nhưng mà có một chút. À, anh em hỏi nãy anh đá trái nó sầu rồi đá không vô anh. Đây là không hay không cùng sửa nhé. Ồ. Clip sau này sửa, clip này là làm nhanh à. Thôi. Có bỏ để dế luôn. Hàng ăn. Anh em đi vô chụp hình luôn hả? Chụp hình đây cho anh em mà xếp hàng đi cho nó đẹp coi. Ok. Anh cho em xin số 13. Số 13 anh. Ủa nãy cũng có rồi, nãy đó thuộc cả. 17 rồi anh luôn. À đây quá. Dạ. À. Em số 13 không? Dạ anh luôn, dạ anh vô đứng nè. Dạ anh vô luôn con đó anh. Dạ anh cầm đi. Chúng ta có thể thấy được. Nó nhỏ. Nó giờ bây giờ đi đâu? Nhà chợ. Nhà xếp máy rồi ăn cơm. Chắc là sao á? Vậy mày ở nó phụ đi rồi chạy nhà tắm cái ăn cơm rồi chạy lên. Đúng không? À, rồi nó chạy cũng láo quá. Hết. Và được một thể bóng mang về.